Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thế là bảo thế có kế hoạch kết hôn không? Bảo cũng không nói gì, cũng bảo chưa. Anh bảo thế thì cơ hội chia đều cho tất cả. Cơ hội chia đều cho tất cả. Em rất thẳng thắn. Em thì em rất giữ một cái quan điểm là em bảo nếu anh chưa lấy thì tức là em không phải là người chen vào. Và em cũng bảo luôn là bây giờ em đưa ra cho anh 3 phương án. Một là nếu anh xác định lấy thì em nghĩ là anh nên tiến hành lấy đi, bởi vì cái thời điểm đấy anh đã 40 tuổi rồi. Còn nếu anh không lấy thì anh có anh lấy em cảm ơn. Và chắc chắn anh sẽ không bao giờ thất vọng. Anh không nên đi tìm một phương án khác, vì em cũng 30 tuổi, chặng đường của em vẫn còn dài, làm nghề của em còn rất nhiều những cơ hội gặp những người có thể tốt hơn anh. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Xin chào. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xin phép được giới thiệu trước. Tôi tên là Lê Hồng Quân, hiện tại là giám đốc của một công ty truyền thông. Hiện tại thì em 43 tuổi. 43. Vâng. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả. Em là Nguyễn Cẩm Lai, em là nhà báo ạ. Em là ở báo nào? Em ở đài truyền hình VTC ạ. Em thì là ở kênh truyền hình đối ngoại, chuyên biệt về đối ngoại, tức là quảng bá Việt Nam và phục vụ cho bà con cộng đồng ở nước ngoài. Và cũng chính vì làm báo nhiều năm và tham gia cái mảng đưa tin về người Việt Nam nước ngoài, cho nên đây là vừa là nhân vật, vừa là sản phẩm và cũng là nhuận bút của em. Chắc có lẽ là câu chuyện tình này là bắt đầu từ cái buổi mà trò chuyện phỏng vấn ảnh đúng không? Mà tại Trường Sa đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà lúc đó là Quân đi đâu ra Trường Sa? Em thì được đại diện cho kiều bào của Angola để đi sang ra thăm và làm cái hiểu biết về cái thông tin về thực tế ở ngoài Trường Sa, và sau đó về thì tuyên truyền cho cộng đồng của người Việt Nam. Và bên báo em thì biết được cái thông tin đó cho nên là cử em đi. Rất nhiều lần lỡ hẹn với Trường Sa, thì cái năm đó em được cử đi công tác, thì đi chung chuyến tàu với ông này. Khi mà đi cũng giống như là các anh chị em phóng viên báo chí đó, đi thì bao giờ cũng đặt cái mục tiêu là mình sẽ phải có những câu chuyện hay, có những cái nhân vật tốt. Nhân duyên là trong cái chuyến đấy thì có ba đại biểu ở châu Phi, thì đều là ba anh nam cả. Bọn em thì thường hay có cái việc check nhân vật. Thì sau khi mình đã check xong, gọi là có tư liệu về cái nhân vật này, thì thực ra ban đầu cũng chỉ là những cái câu chuyện để mình kết nối, mình phỏng vấn, mình hỏi han thôi. Thế nhưng mà xong rồi dần dần thì biết một cái chị, thì chị nói là nhìn thấy thanh niên trai tráng chưa vợ thế kia mà trông nhậu nhẹt, xong rồi bụng thì to. Tại vì mấy ông ngồi buổi chiều với nhau ở trên bong tàu đó. Thế xong em mới quay sang em hỏi chị là anh ơi, chị anh kia chưa có vợ à? Lúc đó em 30 tuổi rồi mà em bị dục lắm. Chưa có gia đình? Là em chưa. Chưa có người yêu? Vâng, chưa luôn. Thế là em nghe thấy thông tin đấy một cái là kiểu dạng như là kiểu có mục tiêu. Mua liền đúng không? Có mục tiêu, thế thành ra là bám đuổi quyết liệt để phỏng vấn. Chứ còn em thì sao, lúc mà em bắt đầu gặp cô phóng viên này thì cảm giác của em như thế nào? Cái tiếp xúc đầu tiên thì nó cũng rất đơn giản thôi, cũng rất là bỡ ngỡ và rất là ngại, tại vì là cũng thời gian đầu thì cũng chưa đứng trước đám đông nhiều, thế nên là thấy nhà báo đến là có tránh. Bắt đầu là có những cái ngày tiếp xúc tiếp theo ấy, thì Cẩm Lai đã hướng dẫn và giúp cho em để em có cái tự tin hơn, và để em chia sẻ cái câu chuyện cuộc sống ở bên đó, thì bắt đầu mình dần dần mình hòa nhập. Nói chung là nó cũng khó tả lắm, nhưng mà đại loại là có một người con gái này cũng duyên dáng, nói chuyện thì rất là dễ mến, nói chung là có cảm tình đó. Và có cảm tình. Em thì có cái thời gian dài cuộc sống ở nước ngoài, nhiều khi sống độc lập một mình, em có bạn gái bên đó. Trước khi mà em có mở lòng mình với một cái cảm xúc mới thì em có nói thẳng với Lai rằng là anh đã từng có người yêu. Hiện em đã có người yêu. Tất nhiên là cũng trong một cái thời gian ngắn thì chả ai kể là nó sắp thế nọ, nó sắp chia tay, nhưng đại loại là còn có một chút vương vấn để mà xử lý, chưa có kết thúc hết. Thực ra là khi mà anh Quân anh có bảo là anh có bạn gái rồi, tại vì khi về đất liền á thì cũng có rất nhiều cuộc gọi tới tấp thì thấy cũng có ghi là em yêu này kia đó, nhưng em bảo là anh có bạn gái thì anh đã lấy đâu. Thế nên em bảo thế có kế hoạch kết hôn không, bảo cũng không nói gì, cũng bảo chưa. Anh bảo thế thì cơ hội chia đều cho tất cả. Cơ hội chia đều cho tất cả. em rất thẳng thắn. Em thì em rất giữ một cái quan điểm là em bảo nếu anh chưa lấy thì tức là em không phải là người chen vào. Và em cũng bảo luôn là bây giờ em đưa ra cho anh 3 phương án. Một là nếu anh xác định lấy thì
thì em nghĩ là anh nên tiến hành lấy đi, bởi vì cái thời điểm đấy anh đã 40 tuổi rồi. Còn nếu anh không lấy thì anh của anh lấy em cảm ơn. Và chắc chắn anh sẽ không bao giờ thất vọng. Nhưng anh không nên đi tìm một phương án khác. Vì em cũng 30 tuổi, chặng đường của em vẫn còn dài. Làm nghề của em còn rất nhiều những cơ hội gặp những người có thể tốt hơn anh. Mặc dù thời điểm đó em không hề biết, nghĩ là Việt Kiều đó, nhưng không hề biết là gia cảnh như thế nào, gia đình như thế nào, tiền có không, ở biệt thự hay là ở nhà chung cư. Tức là không có một cái gì thông tin nhá. Nhưng em nói luôn ngay khi về đất liền, nếu mà đã xác định là lấy chị kia thì thôi, về tổ chức đám cưới bao giờ ấy thì mời, coi như là mình gặp nhau thế vui vui. Còn nếu không thì thôi, quay lấy em cảm ơn. Đừng em khuyên thật anh là đừng đi tìm hiểu một cô nào nữa, lại mất 5 năm, mất 3 năm. Nó bao nhiêu lâu thì em quyết định là em sẽ chọn bé này? Khoảng độ là 9 tháng. Ừ. Ồ, vậy cũng lâu rồi. Tại vì lâu rồi nha. Thì cái công việc của em lúc đấy là em chưa có về Việt Nam hẳn. Ừ. À đúng rồi. Là em lại xong cái chuyến này lại đi. Xong là thời gian là đi qua bạn. Em lại đi, tại vì công việc của em vẫn còn ở bên đó. Em đi đến một cái quyết định là đây là cái người sẽ đồng hành cùng mình trong cái cuộc sống và những phần đời còn lại của mình. Và mình sẽ tự cảm thấy hạnh phúc, và mình sẽ làm thế nào để cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng sau 9 tháng là hai bạn chính thức là yêu nhau đấy, đúng không? Rồi bây giờ là các em ở với nhau là 4 năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Có những cái tật xấu gì của nhau lòi ra hết không? Ôi ngáy to kinh khủng. Mà ồn là em sẽ không thể nào ngủ được. Rồi có tật gì nữa không? Không, thực ra là vì anh này, anh ấy rất là kiểu mô phạm, mấy người rất là đạo mạo các thứ đó, nên là có mỗi cái tật đấy thôi. Là ông bố quốc dân, ông chồng quốc dân luôn. Bây giờ là nhường cho em đó, để em nói về cô bé hoang dã này đi. Dạ, vợ em thì nhiều khi đấy, nó để nó theo một thứ nghệ thuật mà mình không cảm thấy nó đúng vị trí. Vào bếp, khi nàng vào bếp thì sao? Vợ em nấu những món mà nó truyền thống thì có thể là rất ngon. Đấy là theo cái cảm giác của em. Tại vì lâu lâu vợ em mới vào, tại vì là đấy, lâu lâu mới nói cho bà bữa. Đặc thù công việc thì chỉ cuối tuần thôi. Như vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì để cho vợ em hoàn thiện hơn nữa không? Thì thực ra thì chồng cũng mong muốn là cuối ngày về thì ví dụ như gia đình ấm ấm trên cái mâm cơm đấy của gia đình, ngon, nóng, sốt. Cô có nghe không cô Lai? Về cô Lai thì chắc có lẽ là không mong muốn chồng thay đổi điều gì đúng không? Thực ra thì em cũng thấy mình cũng kiểu nhiều khi là mình được vào cái thế là mẹ chồng thì đã làm hết, rất yêu thương. Chồng thì rất là đảm đang, tháo vát ấy. Nhiều khi đương nhiên cũng thấy là mình đang bị trượt một chút. Ý ý đúng không? Hơi ỉ lại một tí, là đại khái là đã có người làm hết rồi. Nhưng có những lúc nhìn lại là cũng thấy và cũng cần phải thay đổi. Thôi bây giờ anh có một cái đề nghị như thế này. Dạ. Hôm nay là nhân kỷ niệm các bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son, thì Quân có cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình hay không? Hay muốn thể hiện điều gì đó với vợ mình hay không? Tặng vợ mình một cái gì đó không? Dạ. Một cái gì đó bất ngờ, surprise với like. Tinh tinh cũng được xíu. Rồi em không làm rồi nhé. Em xin phép hãy rồi. Chị xin phép chương trình tổng tặng vợ bó hoa tươi thắm nhân cái kỷ niệm này, chúng ta về với cái nơi mà chúng ta bắt đầu cho tình yêu của chúng ta, và mong muốn rằng là hai bờ vai này sẽ là nơi mà vợ cũng như là các con luôn tin tưởng và cũng như là dựa vào, và chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc. Đấy, vợ đứng lên đi nào. Thực sự là em rất 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 là biết ơn anh khi mà đồng ý lấy em. Em vẫn luôn nói đó là anh sẽ không bao giờ hối hận. Chắc chắn là trong quãng đường còn dài phía trước, ít nhất là chúng ta sẽ còn phải khoảng 50 năm nữa. Thế thì là mình cũng sẽ cố gắng để nắm tay nhau vượt qua những cái khó khăn, vì phía trước mình sẽ không biết được điều gì. Và quan trọng nhất bây giờ là phía sau lưng anh, không phải mình em mà có cả con, hai con nữa. Và em rất mong là anh sẽ lại tiếp tục, đang thế này thì sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để cùng chèo lái cả cái gia đình của mình. Phúc rất là biết ơn đồng nhà, cố gắng là sửa cho em thêm nữa. Em sẽ sửa. Rồi, xin cảm ơn chương trình Quân với Lai nhé. Rồi bây giờ ngày đó vui quá rồi, bây giờ buổi tối có vui không? Dạ không. Ủa sao vậy? Tại vì cái đêm mà ta chờ đợi nhất đúng không Trí? Là ý em hỏi đêm gì? Đêm tân hôn á chị, là tối là mạnh ai nấy ngủ. Dạ, mà nay đến chưa có đêm tân hôn. Dạ. Đủ lâu lâu mới có đêm tân hôn nè. Rồi đêm tân hôn có cái gì đặc biệt không nè? Mắc cỡ. Thấy nó cười cười. Thấy nó cười cười. Tại hồi nhỏ hơn mình đâu có biết cái vấn đề đó đâu. Là ngộ lắm rồi nha. Ngộ lắm rồi nha. Ở nhà con thì chỉ có anh trai không à? Thì mẹ con mình thấy biến nữa. Mẹ con yếu lắm. Mọi sinh hoạt của con này
Giờ thằng em Út hết trơn á. Rồi em Út con nó vừa ẵm con đi tắm, giờ thay đồ cho con thì con cứ nghĩ con bụng con hốc hoàng ở đây. Giờ nếu mà có ai nó thương chấp nhận mình á thì có khổ có khả năng mình cũng không có sợ, tại vì mình không muốn làm cái nặng cho mẹ. Với thằng em nó cũng lớn rồi thì con kiểu như con đánh liều luôn á. Thì anh này là một cái phao để cứu con, điểm thừa cho con. Thì trước khi vô chỗ mà ký giấy này kia con suy nghĩ nhiều lắm. Con cứ bắt ảnh cứ đầu hẳn 5 phút cái con hỏi chắc chứ chưa, cứ con hỏi hoài nhé. Thế nó là anh đã xác định rồi thì đường này anh cũng lấy trơn á. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Wow, rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Đúng rồi, chưa gì đã thấy ông chồng này rất là gọi là ngưỡng mộ ông chồng nha. Dạ con chào cô Hồng Vân, chú Quân Thận. Con tên Nguyễn Minh Trí, hôm nay con 29 tuổi, đến từ Long An. Công việc của Trí là gì? Dạ, hiện tại thì con đang làm trang trí nội thất. Rồi mời bà xã của Trí giới thiệu về mình. Dạ, con chào thần tượng của con là cô Hồng Vân và chú Hồng. Con tên là Ngọc Diễm. Diễm. Con cũng đến từ Long An. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 33 rồi. 33. Hiện tại giờ là hai chồng đang ở Long Thành, Đồng Nai á. Như vậy là hai đứa gặp nhau ở đâu? Dạ thì lúc đó thì con đi làm thiện nguyện. Xong rồi bé mới là Diễm là mới lên đài để giao lưu kết bạn. Là bé có một cái nhóm sinh hoạt về người khuyết tật á. Rồi tụi con cũng là người làm thiện nguyện nên muốn tìm hiểu về cái nhóm của vợ như thế nào để giúp đỡ mọi người trong đó được cái phần nào thì giúp. Con ở nhà rồi cái thiêu tranh rồi cái buồn rồi cứ nghe đài suốt à. Con hay bỏ số á. Thì kết bạn làm quen với mấy bạn thôi. Nhưng mà chỉ quen qua điện thoại chứ không có gặp mặt. Diễm là con bị như vậy là một cái sự cố về bệnh hay là do từ hồi mới sanh ra mình đã như vậy rồi? Con mới sanh là con đã bị rồi. Tại vì lúc mà con sanh ở nhà giường chứ con không có sanh ở bệnh viện. Xong rồi cái người của con là con không có bị suy dinh dưỡng. Không có ngồi được luôn. Xong rồi cái mẹ mới đưa đi điều trị. Nhưng mà điều trị cũng không được, cứ ngồi cũng không được luôn. Rồi cái mẹ mới tập ngồi từ từ. Thì lúc đó thì ngồi được. Rồi bò ở dưới đất á. Rồi mẹ chăm sóc rồi ở nhà suốt cái mẹ không có đi đâu hết trơn á. Ở xóm không có quen bạn nào hết trơn. Có nghĩa là mình sanh ra mình giống như mình bị bẩm sinh rồi á, đúng không? Đúng rồi. Rồi sao nè, con nói cái lúc mà con gặp Diễm đầu tiên, lúc lần đầu tiên con gặp Diễm thì sao? Có ấn tượng gì về cô gái này không? Nói chung là lúc đầu cũng chưa ấn tượng gì. Chỉ muốn là tìm hiểu về công việc thôi. Tại vì con á là có nguyên một nhóm thiện nguyện để giúp đỡ những người khuyết tật á. Là lúc gặp cô này á là quê thì trong con, trường hợp nào đó con kể con coi. Quê Long An thì tới mùa nước nổi thì có cà na chín. Xong rồi con mới đi hái cà na. Cô nói thèm là cà na. Là do con kêu á. Thêm bà chị kết nghĩa nữa nói là thèm cà na, xong con đi hái cà na. Xong hẹn là sinh nhật nhóm của vợ con á là để con lên gặp. Cảm xúc con khi mà con gặp bé Diễm ở ngoài đời như thế nào? Con gặp thì nói chung con thấy con mến mến, con thương. Tại vì khi mà gặp á rất là nhiều người khuyết tật. Có nhiều anh chị còn nặng hơn vợ. Nhưng mà riêng cô này là có một cái cảm tình gì đó. Có một biệt. Cái cảm tình đặc biệt. Hơi đặc biệt xíu đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tới Diễm. Tới Diễm đó, đúng rồi. Diễm lần đầu tiên nhìn thấy bạn này trước mặt mình thì lúc đó như thế nào? Thấy bạn không, sao? Có dễ thương, có đẹp trai không? Không, con gặp đầu tiên á là qua hình ảnh. Tôi thấy hình đã xấu ngoài đời còn xấu nữa. Xấu giả man luôn. Lúc đó thì ảnh đang bị bệnh hay sao á. Dạ, nói là anh ăn chay nếu không có chất nữa nên cái đầu anh thục lắm. Dạ, mà con ăn chay 22 năm đúng. Trời, nó ăn chay 22 năm, nó con được nhiêu tuổi mà con ăn chay 22 năm? Cái lúc mà con gặp vợ con là con xuống núi luôn. 24 tuổi. 24 tuổi mà nó ăn chay 22 năm là từ 2 tuổi đã ăn chay rồi. Đúng rồi. Tại con ăn chay theo mùa. Ủa là bây giờ là con vẫn ăn chay hả Trí? Không, giờ con ăn mặn.
xuống núi từ khi gặp con. Ủa mà con bị rụng tóc hay sao thế? Con bị rụng tóc. Lúc đó con bị rụng tóc nhiều lắm. Con cũng không biết sao nữa. Nhưng mà bây giờ so với hồi đó thì bây giờ đẹp sao? Bây giờ ngon, bây giờ con tốt đúng không? Dạ, con tốt đúng không? Nhờ con đúng không? Mà lúc đó thì con kêu hắn là chú tiểu thôi. Bắt phải kêu bằng chị, không được kêu em luôn. Rồi vậy thì thôi, bây giờ nè, cái hôm đó là trời thử thách tụi con rồi. Nhưng mà rồi sau đó thì sao nè, hai đứa yêu nhau như thế nào? Ba mẹ hai bên có đồng ý không? Dạ. Không, ba mẹ bên nào? Bên con cả không đồng ý. Bên con không đồng ý, bên con cũng không đồng ý luôn, lý do? Tại bên con thì nhà chỉ có mình con trai. Còn hai đứa em gái là ngại vấn đề của vợ, dạ, đúng không? Ba mẹ con thì trước đây cũng có một cái anh cũng đến chơi rồi cũng nói chuyện, nhưng mà chưa có chính thức. Thì ba mẹ con nói là nếu mà ai đó thương thì cũng phải nói gia đình qua nói chuyện. Thì ba nói vậy, nhưng mà anh này anh tới, nói chung là ở luôn bên nhà con luôn, không có chịu về. Là ổng có nghĩa là sao? Cái buổi gặp mặt đó là ổng qua nhà con ổng ở? Dạ, qua nhà con ổng tuần mà đuổi không có về. Đuổi không xong về rồi mà. Cái đi về bên nhà đuổi xong một tuần đi về rồi, xong rồi cái xách túi đi làm hộ trên Sài Gòn luôn. Lên Sài Gòn làm rồi xong cái tuần nào cũng về hết trơn á. Tuần nào cũng về xong rồi cái mẹ con mới thấy vậy á. Mẹ cứ thấy trời ơi, mà cứ đi tối ngày vậy. Nếu mà con thực tình con thương Diễm á, thì con về con nói gia đình đi, con đang nói với bố đi. Thì con đang nói với bố thì bố cũng có nói là thôi giờ con về con nói với ba mẹ bước qua đi. Con gái bố có xấu xí gì nữa cũng phải gọi đàn. Thế xong anh về anh cũng nói với mẹ, anh đưa hình cho mẹ, nhưng mà mẹ không đồng ý. Mẹ anh cũng thuyết phục mà thuyết phục không được, bố con cũng không chịu luôn. Mẹ con không biết sao thì thôi, hai đứa tự quyết định. Mẹ nói thôi à, cứ đi tới lưu hoài á, lỡ như có chuyện gì á thì người ta sẽ dị nghị. Thì thôi giờ hai đứa đang kết hôn đi. Đi đăng ký kết hôn đó. Cái xong cái anh mới gọi cho cậu của ảnh, cậu mới làm cho cái tờ giấy độc thân. Anh cầm cái tờ giấy độc thân nữa qua bên con để đăng ký. Là hai đứa đi đăng ký kết hôn. Dạ. Rồi lúc mà lên đăng ký cái giấy kết hôn, con ký tên đó, cái cảm xúc của con như thế nào? Con không tin được. Thật sự luôn con không tin. Tại vì ở nhà con thì chỉ có anh trai không à. Thì mẹ con mình thấy biến nữa. Mẹ con yếu lắm. Mọi sinh hoạt của con thì nhờ thằng em út hết trơn á. Rồi em út con nó vừa ẵm con đi tắm, giờ thay đồ cho con. Thì con cứ nghĩ con bụng hoàng ở đây. Giờ nếu mà có ai nó thương chấp nhận mình á, thì có khổ khả năng mình cũng không có sợ. Tại vì mình không muốn làm cái nặng cho mẹ. Với thằng em nó cũng lớn rồi. Thì con kiểu như con đánh liều luôn á. Thì anh này là một cái phao để cứu con, điểm tựa cho con. Thì trước khi vô chỗ mà ký giấy này kia, con suy nghĩ nhiều lắm. Con cứ bắt anh cứ đầu hẳn 5 phút cái con hỏi chắc chứ chưa, cứ còn hỏi hoài nhé. Thế nó là anh đã xác định rồi thì đường này anh cũng lấy trơn á. Còn con thì sao con? Cái con tức là vì một lý do gì mà con bất chấp chuyện gia đình không cho con, ngăn cản con rồi gia đình bên Diễm mà con vẫn đến với Diễm? Nói chung là tại lúc đó con thương Diễm mà nhiều quá. Là con thương con người của Diễm hay là dạ, thương hoàn cảnh thương của Diễm? Thương ở một cái tánh tình. Tức là mẹ, trong những lần mà nói chuyện với nhau và dạ, tìm hiểu nhau. Tại vì cậu nó bị khuyết tật vậy, nhưng mà chị cậu còn đi giúp đỡ những người khác. Không chỉ là con bình thường vậy. Rồi trời sau khi ơi, tụi con đăng ký kết hôn thì là gia đình hai bên có được tụi con thuyết phục không? Dạ. Và có đám cưới không? Dạ, dạ, cũng không. Tới bây giờ luôn hả hay sao? Tới bây giờ thì mẹ con chấp nhận rồi. Tại vì lý do là ngoại con á là con chấp nhận. Nhớ hoài cái câu nói của bà ngoại chồng à. Nếu mà mẹ con đồng ý là có chết nữa, mẹ ngoại cô không nhìn mặt mẹ con đâu. Giờ mẹ già rồi, giờ có sao ngoại chịu vậy. Ủa cho tới bây giờ tụi con vẫn chưa có đám cưới? Dạ có rồi. Có một cái đám cưới mà dạ, con đám cưới tập thể 2019. Dạ vui lắm. Con tham gia một cái đám cưới tập thể. Cái đây cũng nghĩa là con tham gia cái đám cưới đó là ngày 10
2 tháng 8 năm 2019. Là ở Long An hay là dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, dạ. Nhóm con được khoảng tầm như 7 tấm cặp. Trời ơi là nhiều đó nghe. Dạ. Ừ. Được thải thở hết tất cả. Rồi bây giờ ngày đó vui quá rồi. Bây giờ buổi tối có vui không? Dạ không. Dạ không. Ủa sao vậy? Tối là cái đêm mà ta chờ đợi nhất đúng không Trí? Là ý em hỏi đêm gì? Đêm tân hôn á chị. Về mệt quá làm không nổi chú ơi. Tại vì bữa đó là đi nguyên cả ngày. Nhưng mà là tụi con vẫn ở Sài Gòn hay là cưới xong về Long An? Không, cưới xong tụi con về Long Thành. Là tối là Mạnh An ấy ngủ. Dạ, mà nay đến chưa có đêm tân hôn. Không. Dạ. Tại lâu vì... lâu mới có đêm tân hôn nè. Rồi đêm tân hôn có cái gì đặc biệt không nè? Mắc cỡ. Mắc cỡ. Thấy nó cười cười. Thấy nó cười cười. À. À, hồi nhỏ đó mình đâu có biết cái vấn đề đó đâu. À. Là ngộ lắm anh nha. Ngộ lắm anh nha. Dạ. Nhưng mà sau đêm đó rồi sao? Dạ cũng miễn miễn. Nhưng không dám nhìn mặt. Trời cứ cũng vẫn nói chuyện cũng mấy bình thường nhưng mà không có nhìn thẳng mà nhìn nó cứ nhìn rồi bao lâu thì mới bình thường mọi thứ? Dạ khoảng tầm ngày à. Dạ khoảng tầm ngày à. Để dạ. Con mau quên lâu quá luôn. Lâu quá. Là lúc đó là 2019. Dạ. Là bây giờ là tụi con là đã được 3 năm. Thôi giờ quay đến đến cái phần phần hấp dẫn nhất mà chắc con cũng chờ đợi đúng không? Dịch mặt. Đó, thôi để Diễm nói nè. Tật xấu của bạn ấy là cái gì nè? Dạ ngủ. Quá ngủ à? Không, thức khuya, thức cỡ nào với ăn. Khuya là gì? Ăn. Con biết nó có thức khuya, cứ bấm điện thoại lướt hết trang này tới trang kia. Có thức có khi nào mà làm mệt cỡ nào cũng không chịu ngủ. Có thức cứ bấm điện thoại đó 1-2 giờ sáng, khi tới 3-4 giờ sáng cái ngủ. Ngủ đúng tới giờ mà con gọi là cái đó là giờ ngọ hay là giờ gì con không biết nữa. Mà đúng 12 giờ mới chịu dậy. Con kêu mới vậy, con không kêu thôi. Cứ nghĩa là sáng sớm là cho con ngồi dậy. Cứ ẵm con lên xe xong. Rồi con muốn đi đâu, con làm gì. Con đi bán cái số. Xong rồi con đi chợ, đi lặt rau. Con làm gì không biết. Tại xong anh phòng chợ thì có mấy đứa nhỏ. Thì con có thể nhờ được. Cái kêu anh mà con không chịu dậy. Nhưng mà đúng đó giờ đó thì dậy. Dậy xong rồi nấu cơm, nấu nước. Rồi đi tắm vợ xong rồi mới đi làm. Có như làm mê ngủ. Một cái tật xấu là ngủ quá ngủ đúng không? Dạ. Rồi tật gì nữa? Không chịu ăn. Làm biết ăn. Dạ, chú có thể bây giờ từ khuya, từ giờ bắt đầu anh đi ngủ cho tới 3 giờ chiều, 4 giờ tối, dạ. 8 giờ anh không ăn. Sao chỉ nó không lây cái bệnh nó qua cho tôi ta? Nó nghe là miếng ăn nè. Con ơi, con là bây giờ là con còn phải có một cái nhiệm vụ với vợ con nữa là chăm sóc vợ mình. Dạ. Hả? Mình phải ăn, mình mới có đủ sức thì mình mới ẵm bả được, chứ đúng không? Dạ. Còn không ăn rồi sức đâu mà ẵm bả. Là ngược lại thì tầm tối, khoảng tầm 7 giờ tối là ăn dữ lắm. Nhưng ăn mà có nhậu không? Luôn. Nhậu dữ lắm. Nhậu với ai? Nhậu với bạn bè, nói chung là nhậu gì đam mê. Mà nhậu gần nhà hay là nhậu xa nhà, bỏ vợ nhà mình? Cũng có nhưng mà ít khi đó. Nghĩa là cũng có đôi khi mà vui quá đà với bạn á thì có khi bỏ vợ ở nhà tới 1-2 giờ sáng thì cũng có. Nhưng mà cũng ít. Nhưng mà giờ trong tất cả những cái tật xấu của chồng con mong chồng con thay đổi cái gì nhất? Bớt nhậu. Bớt nhậu. Là bớt nhậu đúng không? À, có sự đam mê đủ xì tin ghê lắm. Nhưng mà giờ con cai được xì tin rồi. Thôi hay quá. Tại vì con đã thu gom hết tài chính rồi không còn tiền. Tài chính là con đã nắm trong tay rồi. Dạ tại vì con có quy định. Có nghĩa là đi làm về tiền của vợ là của vợ. Và cái gì của chồng là của vợ. Là của vợ. Khôn ghê luôn. Nhưng mà tính Diễm có dễ xúc động không? Hay khóc nhẹ không? Có dễ tự ái không? Hay giận. Hay giận. Mỗi lần giận là như thế nào? Giận xong cái là khóc cái là bỏ đi ra ngoài đường. Chừng nào hết về. Leo lên xe hả sao? Không, xe thì con ẵm lên xe mới được. Ủa gì cái lúc giận thì đâu thể nào mà anh ẵm tôi lên xe. Không, đi con lựa lúc giận. Có nghĩa là con lên xe con mới giận. Còn dưới giường thì con khóc tính. Xong rồi con ngồi. Trời chứ sao con khi, phải tính chứ. Trước khi giận là nắm xe người ta. Trước khi mà kiếm chuyện á. Trước khi kiếm chuyện. Dạ. Trước khi kiếm chuyện anh ẵm tôi lên xe đi. Dạ. Rồi ngồi xe rồi mới kiếm chuyện. Dạ, đúng rồi. Con ngồi xe con chuẩn bị tư thế à. Con dùng bóp rồi nghe đó con thu gom tài sản xong rồi con mới giận. Con dạ. Cất hết tài sản trong túi xong rồi trời. Bắt đầu mới gây. Rồi sao nó tính ghê trời. Thì ta phải tính chứ. Trời ơi đúng không trong cái khó dạ, lắm. Dạ không có tiền đâu. Dạ hiểu ta. Còn mày trong mình đi lắm rồi. Đừng ẵm lên xe. Đó nó giận lại nè. Tại vì ở phòng đó đó đồng minh của vợ con đông lắm. Ủa vậy hả? Chống không lại. Đây là một câu chuyện có thật thưa quý vị, chứ đây là một câu chuyện cổ tích.
Thật ra hồi nãy khi mà con nói mà con không tin rằng là con được đăng ký kết hôn với một người đàn ông bình thường như thế này. Thật sự chú rất là xúc động. Đó, và thôi thì bây giờ để kết thúc chương trình thì chú xin chúc phúc cho hai đứa con Diễm và Trí nha, sẽ thương nhau hoài, ha, yêu nhau mãi và hạnh phúc mãi. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Trước tiên đó chính là trọn bộ Somoy Jurica với 5 màu sắc trẻ trung đến từ Love Shopping. Và món quà thứ hai đó chính là sản phẩm cốt phở bò của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Và món quà thứ ba đó chính là bộ sản phẩm dưỡng đặc trị da của thương hiệu Nature of Love NOL, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc với hơn 95% chiết xuất từ thiên nhiên. Và món quà thứ tư đó chính là một món quà hết sức đặc biệt, ai nhận cũng đều yêu thích, đó chính là miếng cước cùi nồi. Còn bây giờ chúng ta qua cái phần gọi là kiểm tra hiểu ý. Giờ các bạn đâu lưng lại nhau. Tôi sẽ hỏi một câu hỏi mà các bạn hai vợ chồng đều phải trả lời rất là giống nhau thì mới là hiểu ý nhau nha. Không có được nhắc nhỏ nghe chưa. Vợ bạn thích con vật gì? Vợ bạn thích con vật gì? Rồi chuẩn bị. Diễm thích con gì nhất? Mở ra. Con heo. Con gấu bông. Trời ơi. Ông này. Gấu bông là ổng thích á. Ông thích gấu bông không? Không, mới mua mấy con gấu bông hình con heo. Sao ghi heo? Trời ơi, phải ghi con heo. Rồi. Đây. Lai thích con gì nhất? Không thích con gì. Mà này mà cá tính đó. Mở ra. Con ngựa. Con ngựa. Tại em bên này nói đùa với anh ấy là đây. Thích con, tại ông tuổi ngựa không? Và ông có thích mỗi con ngựa thôi. Rồi. Còn lại không thích con gì hết. Như vậy với đáp án trên là hai ông chồng đều không hiểu ý ha. Hai cô vợ của mình thích con gì hết. Mời hai anh chồng bước lên một bước, nhìn nhau, đánh đi, đánh tù xì đi, trả lên nghe, quánh tù xì. Rồi xong thua. Hai vợ chồng Diễm với Trí, hai con chọn đi màu nào? Màu xanh đi. Màu xanh cho nó gần đúng không? Màu xanh, xanh hy vọng. Đó, hai vợ chồng của Quân với Lai, màu đỏ đó. Màu đỏ cho gần. Rồi tôi màu hồng. Tôi màu vàng. Đó, cho nó gần mà. Rồi hồng ai nấy lên. Rồi tôi với chị Vân mở trước nha, hai cặp vợ chồng khoan mở để xem trong đây có gì lên. And hay quá, không hay, có cước kỳ nồi. Mời hai cặp vợ chồng khui. Rồi chúc mừng hai vợ chồng của Lai và Quân đã nhận được một phần quà, đó chính là trọn bộ son môi Jurica Nhật Bản với 5 màu sắc trẻ trung đến từ Love Shopping. Cảm ơn hai cặp vợ chồng đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son kỳ này. Và thay mặt chương trình xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã yêu mến chương trình Vợ Chồng Son bao nhiêu năm qua. Còn bây giờ thì chúng ta tạm thời chia tay nhau. Sẽ gặp lại nhau tối Chủ nhật hàng tuần với chương trình Vợ Chồng Son.